Mà đợt này anh kêu xin đi, xin đi mấy lần cho nó hết cho xong. Thì giờ đâm lao theo lao đây vậy. Ừ, chứ đừng á, ông sợ đau quá sao cậu không đi nữa là đây ạ. Cuối tuần sau có đây lần nữa. Đúng rồi. Nhiều lần chứ không phải lần nhiều nữa lần đâu. Đi. Lần sau là quen liền. Lần trước ăn nữa đó. Ừ. Xin được đâu. Không, tại vì cái này dung lượng dài nữa kìa. Nín dễ nè, chỗ nín dễ sợ luôn. Vừa đã ăn hết đã luôn. Cố gắng. Gần xong rồi, gần tiếng rồi. Mà ác gì sợ. Thả lỏng. Rồi, ra. Mũi mà lì dễ sợ.
Nó thở rồi. Nên chị đây chị. Như làm kè bập rợ của bà. Một cái cho hả Hảo? Dưới này sợ ông đào nè. Dưới này mới nói cho ông là dưới đi đa lắm. Giật mình luôn. Đầu sợ. Lúc đầu vô. Thôi lại nơi đó ở dáng đi. Đừng lấy mình rồi. Lượng, mình quay xe, mình lượng dưới xe. Chữ dưới này nhiều đây. Liền đi gồng gồng kìa, cái cục mụn cứ ngát lại luôn. Sáng quá. Mua 10 rồi chứ. Cô này chắc cái nữa chứ. Sáng này mà chị thả lắm nè. Rút làm chị em nấu. Em làm chị sợ. Rung rung luôn. Không chứ ở dưới nó chịu không được. Ngủ lì ghê lắm. Cái cục này chắc phải chờ. Hấp hối rồi. Thả không nổi. Mặt này mà để nữa là hư. Lấy là mới sạch được. Lì em. Xíu chứ đừng chán muộn luôn. Thank you.
10 phút 15.